Đồ á, à, đây có một cái chạy bò. Ui, ui xôi. Bắn cũng hơi yếu nhở. Ok, 42 tiết. À đây rồi. Hình như nó có mũ phải á. Tính ra đam cũng bự phết chứ. Không biết nó chạy bo được ta, nếu mà nó cầm kỹ năng thì nó chạy bo được ấy. Đấy thì như là ôi trời, phun đỏ luôn con ơi. Các bạn đang muốn tìm kiếm một nơi mua Free Fire hỗ trợ tốt hay nhiều vòng quay hấp dẫn mini game thỏa thức cho anh em max cấp lại nhân phẩm thì hãy đến với shopanhfor.com. Hi, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với cái channel của mình thêm nhiều lần nữa bạn nhá. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi kiếm cây Mark 7 ở phiên bản ở đâu nhầm. Cái cây Mark 10 ở phiên bản OB31 này để cho bạn xem sức mạnh thực sự của nó bạn ạ. Thì trước thì mình cũng có bắn thử cái khẩu này rồi, mình cảm giác là nó khỏe vãi. Khẩu này nó bắn tầm xa cũng ok này, mà nó bắn tầm gần cũng ok này. Nói chung là cái khẩu Mark 10 ở phiên bản OB31 này nó là 10 điểm các bạn ạ. Nếu mà về sau mà mình nghĩ cái khẩu này ấy là nó bị cái là các bạn có không biết là ở đây có bạn nào bắn thử chưa đi thì comment bên xuống bên dưới nhá. Thì mình cũng có bắn qua rồi, là mình cảm giác cái khẩu này ấy, cái khả năng bắt tâm của nó là nó hơi kém. Đấy. Thế nên là mình nghĩ là về sau là anh gà dễ nà sẽ ra skin bạn, đó chính là tăng 2 vạch độ chính xác các bạn. Ờ, hoặc là tăng sát thương cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là tăng chính xác thì nó sẽ hợp lý hơn bạn. Quá chuẩn luôn. Bởi vì cái khẩu Mark 10 này ấy nó ghim nó không có ghim tâm ấy, nó cái độ ghim tâm của nó không có nhiều. Kiểu nó bắn nhanh quá mà bạn lia tâm theo thì nó cũng hơi khó. Thế nên là về sau là ra skin kiểu tăng 2 vạch độ chính xác là quá là hợp lý với bạn ạ. Bạn nào thấy hợp lý thì comment bên dưới các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một khẩu Mark 10 này. Mark 10 thì các bạn kiếm nó cũng hiếm ấy, nên là cũng khó nhở. Rồi shopping thôi bạn ơi. Mua kiểu kìa, trời ơi, thôi mua ba lô luôn bạn nhở. Thế 500 xu mua được cái ba quả keo với lại được cái ba lô. Trời ơi, sao anh gà dễ nào không để luôn cái tỷ lệ lợi xu như trước đi bạn nhở. Kiểu bỏ thêm 2 xu không mà nó cũng như không bạn ạ. Kiểu nó cũng kiểu 300 hay là 3 thì nó cũng như thế rồi đúng không các bạn? À. Mà nãy giờ mình kiếm cái Mark 10 mà không thấy nhá. Đúng thật là khẩu Mark 10 nó lại nó hiếm thật vâng ạ. Mới đầu ấy, mới đầu mình nhìn khẩu Mark 10 này mình cứ nghĩ là nó là cái phóng lựu cơ, mình không bắn ai ngờ nó cây tiểu liên bạn. Hiểu kiểu gì luôn. Bắn ngon phết, bắn tầm xa, bắn tầm gần được quá là ngon luôn. Thế thôi bây giờ mình sẽ đi cố gắng kiếm cây Mark 10 xài nha bạn. Ok, ơi, nghe tiếng tỉ sau lưng bạn nhá. SSKS hay là đây, úi sổ. Á, đột bật M4 bạn, úi kìa. Ô kìa, trời đất ơi. Một viên pha mắt vào đầu đấy bạn. Ê, pha mắt bắn tầm red dot bay vào đầu thì hơi bị ảo nha. Trở nên solo pha mắt đích đấy bạn. Pha mắt đích cứ phải gọi là siêu phá giáp luôn. Chắc về sau mình sẽ làm quả cầm pha mất ích bắn lấy tổng khoảng 15 kg lấy top 1 luôn nhở. Ừ, thì là hợp lý luôn đấy. Rồi để mình sẽ đẩy lên chơi luôn này. Kiếm xem đây có cây Mark 10 không. Bây giờ mình đi kiếm cái Mark 10 nó hơi lâu đó. Kiếm tới bên nhà máy điện mà qua bên đập thủy điện này ở đâu. Qua bên dây chạy không có Mark 10 kìa. Thanh niên kia đi luôn rồi à? Ui giời ơi. Chạy qua kiếm nó ai ngờ nó đi luôn rồi bạn. Kìa ta. Nghe từ chật, chạy úi sổ biến ngộ cỏ. Cũng chuyên nghiệp đấy, úi biến ngộ cỏ chơi chuyên nghiệp. Biến ngộ cỏ đòi rình bắn mình chứ hư thật. Ui giời ơi, nên hình như là bắn cái M4 hay là cái gì ta. Cái M4 hay là cái, đây rồi. Mark 10 đây rồi các bạn ơi. Trời đất ơi, kiếm em mãi. Cuối cùng chúng ta cũng có Mark 10 bắn rồi các bạn ạ. Quá ngon luôn. Ui vừa gà đạn nhanh vừa bắn nhanh. Mà bắn xa được mà bắn gần cũng được bạn ạ. Tuy bắn nó xa đam hơi bé một chút xíu thôi, nhưng mà mình thấy vẫn là ok nha. Kiểu nó ra đặt nhanh ấy, mà kiểu nhiều lúc nó cũng ghim tâm không tốt đâu. Đâm ra là cũng trừ một điểm bạn ạ. Trừ một điểm là ghim tâm không tốt. Bây giờ đi kiếm người test cái Mark 10 thôi chứ còn gì nữa anh em. Úi sổ, có đi đây chạy trên mặt mình kìa. Úi nó bắn luôn kìa. Kìa. Ây chà, mình sẽ ra vào giả vờ như kiểu không thấy nó nha bạn, để xem đi thanh niên là nó sẽ phản ứng như thế nào. Mình sẽ giả ngơ một chút xíu bạn. Để chạy đây góc đây đỉnh coi. Sao này nó không đẩy lên ta? Ai mà biết được. Kì vậy? Nó chạy các bạn. Trời đất ơi. Chờ nó đẩy lên nó không đẩy ai ngờ nó chạy ba anh em. Để mình sẽ lấy góc mình bắn luôn này. Úi sổ ấy, đập con kèo à. Đập con kèo ốc người đây. Ui trời, bạn thấy tốc độ đạn nhanh không? Nhanh không? Kìa. Sao đạn, ui dồi đau thế.
Ừ, không sao bạn, với combo kỹ năng hồi máu lại của mình này thì out play là chuyện bình thường, là chuyện bình thường anh em. Ui, hồi lên hơn 100 máu rồi kìa. Ui giời ơi, trời ơi, ta nói ai chà, các bạn nói gì về nhân vật gì ta, nhân vật Leon kết hợp với Zota đấy bạn. Uầy, một combo kỹ năng phải gọi là tuyệt vời luôn đấy. Không biết là mình còn bao nhiêu máu bạn nhở. Nãy hình như là mình còn tầm khoảng là 50 máu đúng không? Sau đó mình hồi phát lên 220 mấy máu. Trời ơi, nhức cái nách luôn các bạn ơi. Mình nghĩ là các bạn lên đổi sang chơi combo siêu hồi máu này như mình các bạn nhá. Nếu như các bạn kiểu không cầm theo kỹ năng Luqueta thì các bạn có thể thay thế bằng Kelly cũng được. Để kiểu chạy cho nhanh, bắn cho nó kiểu đặt keo múa máy các thứ là hợp lý. Đang tính đi shopping các bạn. Từ nghe có tiếng tới chân gần này ở kia. Ôi thế nên đặt bóc kéo luôn à, chắc kèo như vậy. Hình như là nó cũng nghe thấy tiếng chất của mình thì phải bạn ạ. À đủ, thấy luôn à. Ây chà, cũng chiến đấy anh bạn. Cũng chiến đấy, ok à, trời ơi, sọc cút của tôi. Ui, bắn hơi đầu đấy, trời đất ơi. Thế nên cập khẩu gì mà phá giáp giữ ta. Ui, UMP à. Bắn cái giáp mình nó bay mất tiêu luôn rồi bạn. Trời ơi, rồi xong rồi. Mất luôn cái phụ kiện giáp máu rồi anh em. Ui rồi ôi, phụ kiện giáp máu của tôi. Có một chấm đỏ nó cũng đang đẩy sát lại cho mình này. Đây kiếm phụ kiện giáp máu các bạn. Mất tiêu cái phụ kiện giáp máu mình rồi. Ê, nó đẩy sát rồi đấy các bạn. Thế nên hình như là thấy kiểu có kiểu các thứ ác đấy. Đẩy lại tính kiếm ăn này. Úi rồi ôi, kiếm ăn gì tầm này nữa. Mắc 10 dí bắp mồm này. Ok, cầm liệu. Đặt bom keo này, đặt bom keo này. Cứ đùa giỡn với xí cái phèn thôi các bạn ơi. Đặt bóng keo là trưởng bóng keo bay màu lên bạn. Ấy được lên nhưng mà mình bị cái là mình mất cái phụ kiện giáp máu rồi. Ấy thấy cái cũng không có phụ kiện giáp máu đâu chứ. Dùng ra quét xem có ai không. Thấy cái xác đây nhỉ, nhưng mà còn chưa loot này. Bây giờ mình cần kiếm cái phụ kiện giáp máu mới. Cái xác này có không ta? Ui nó có bóng keo bạn ơi, không có phụ kiện giáp máu rồi, như mình nó nát giáp rồi đúng không? Nó cũng nát giáp rồi. Mình bắn nó cũng nát giáp rồi bạn, đâm ra là phụ kiện nó cũng bay màu mất tiêu luôn rồi. Trời đất ơi. Đồ á, đây có một cái chết bò. Ui xồi. Mắc 10 bắn tầm sao một viên đao vào đầu có 35 tiết nào bạn. Bắn cũng hơi yếu nhỉ. Ok, 42 tiết. À đây rồi. Hình như nó có mũ phải á. Tính ra đao cũng bự phết chứ. Tiểu Liên mà bắn tầm gần mà xa như thế, đao vào đầu cũng như vậy là cũng ok rồi bạn. Ui chứ bạn cũng có người này. Thì nhà mà bo cam ngược lại trên kia này. Và khả năng là nó chết bo rồi. Không biết nó chết bo được ta, nhưng mà nó cầm kỹ năng thì nó chết bo được ấy. Thì ôi trời ơi, phun đỏ luôn con ơi. Hình như là thanh niên ngoài kia nó chết bò rồi đúng không em? Lộ cái đầu, lộ xài. Ui kìa, dính 3 viên vào đầu được phát đấy là ngon rồi bạn. Trời đất ơi, tính ra khẩu này bắn đầu nó cũng mượt phết con nhở. Đấy, mình đánh giá khẩu này là nếu mà chấm thang điểm 10 thì mình nó sẽ chấm nó đâu tầm khoảng là 8 điểm nha bạn. 8 điểm thôi, bởi vì trừ 1 điểm là khẩu này nó độ kiểm tâm nó không tốt đấy. Với lại là nó hơi khó với là trừ 1 điểm nó hơi khó kiếm một chút xíu. Thế nên là mình sẽ trừ 2 điểm bạn ạ. Chấm cầu này 8 trên 10 điểm. Thằng này đặt bóng kẹo. Đây nó chạy lên trên trời đây này. Ok. Thằng này trên trời bị bắn chết rồi. Ôi giời. Trời ơi, thế thì khả năng là có một thằng cuối ở đâu đó góc bên tay phải mình thôi bạn ạ. Không biết phải ta hay là thằng trên trời nhỉ. Đây mình vượt chẹo đấy. Ấy chà. Thằng cuối góc này bạn. Ủa mà sao nên kia chạy từ trên đồi xuống đặt bóng keo tím ngay góc đấy, mình đẩy xuống mình lại không thấy nó nhỏ. Nó chạy sang góc ở đây, bóng keo của nó ấy. Trời đất ơi, đặt bóng keo lối bạn. Ở nha, thế nên này hình như là thích múa thì hiện này lắm anh em. Để mình sẽ trêu nhây các bạn ạ. Chà, đẩy lại sát góc bên dưới này. Lì xì cho mấy cũng nó quả lựu đạn. Lựu đạn giáng sinh này. Ok. Đặt bóng keo dễ nào. Chết thật đấy. Úi giời. Giữ khoảng cách với mình ở kìa. Ôi sao nó để lại chạy ra một bo bạn. Chơi nhử, chơi nhử. Cũng kinh đấy. Cũng phải gọi là có chút kỹ năng đấy bạn. Nha, mình sẽ xem nên nhử như nào. Mình cũng sẽ nhử, mình cầu máu nó bạn anh em. Úi xời, giữ một khoảng cách này. Đấy, bắt đầu. Úi giời, nhấp nhộn. Wow, đặt bom keo ngồi cái thứ cũng chuyên nghiệp phết đấy bạn. Từ để xem đây này còn nhiều bom keo nữa để múa không em nhá. Úi rồi sao rồi, như hết bom keo luôn. Ra nhử gì đây. Ui, ok, vẫn có bom keo à? Rồi xong rồi, đố máu gì tầm này nữa. Ui trời, xong bom keo. Hết bom keo để múa rồi. Ui, tính ra là khẩu mắc 10 này nó bắn cũng phết vật ạ. Trời ơi, mình mong là về sau kiểu anh gà thế nào sẽ ra luôn một cái quả sờ kín sớm ạ. Là khẩu tăng 2 vạch chính xác, 1 vạch sát thương. Ui,
là quá là hợp lý luôn. Thì thôi, trên là video này của mình cũng xin cấp tại thôi. Mọi người nghĩ sao về cây Mac 10 này thì hãy comment xuống bên dưới. Thế bạn xem video này của mình thì đừng tiếc gì cho mình một like, một share và một cái bên dưới. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ bấm nhẹ nút đăng ký kênh và bật chuông lên để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất các bạn nhá. Chào người nhá.